Gì kìa? Tao đang quay phim mà kìa. Trời ơi, nhìn xuống thung lũng kìa. Đâu thung lũng đâu? Thì đó. Thung lũng hả? Ừ. Nhảy xuống dưới không? Trời ơi, điên hả? Chứ chết hả? Cậu bé gừng xanh thì chơi gì nhiều cái bất bất cân quá cậu bé gừng xanh. Rồi. Thường ngày ta nhảy xuống dưới đó có sao đâu. Xin này không có nước, suối ít. Ờ vậy hả? Thôi đi. Hay gì mấy ngày trước ta nhìn ở dưới hả? Nguyên đống nguyên đống nước luôn, ta nhảy xuống dưới. Trời ơi, xoay hoài. Trời ơi, núi non. Lâu lâu tao mới vô tao gặp cậu bé gần xanh tao quay phim. Từ từ đi cậu bé gần xanh đấy. Tắm đi, nhảy xuống tắm đi. Hả? Ừ, qua đầu con luôn rồi. Qua chứ gì đâu sợ. Mấy năm mấy con cái ông kia. Đâu gì đâu.